Dạ, các bản tin nhanh 24/7. Chân dung chùm giang hồ nổ súng ở bến xe miền Đông. Ngày 25 tháng 10, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bàn giao đối tượng Trần Quý Minh, tự Minh Lâu Đài 49 tuổi, quê Nam Định, ngụ Bình Thạnh cho BC45, Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra hành vi giết người, tàn trữ sử dụng vũ khí quân dụng. Ông chùm giang hồ khét tiếng. Tại công an, Minh khai nhận cách đây hơn 20 năm gia đình mình rất nghèo. Vì khó khăn nên Minh đã gia nhập vào thế giới giang hồ ở đất Sài Gòn. Với bản tính ngông cuồng, không chịu khuất phục một ai, trong một thời gian ngắn Minh đã giành được vị thế trong giới. Đã thi quy, Minh tự trang bị cho mình rất nhiều vũ khí nguy hiểm như súng, dao, vân vân. Minh mong một ngày nào đó mình sống sung túc trong một tòa lâu đài sau này. Năm 1997, Minh sử dụng vũ khí để thực hiện vụ cướp táo bạo lúc bấy giờ ở Phú Nhuận và bị lực lượng chức năng bắt giữ. Sau đó Minh đã ngồi tù 17 năm. Trong thời gian ngồi tù, tưởng rằng tu tâm dưỡng tính, nhưng khi ra tù với bản tính của mình vẫn không từ bỏ lối sống giang hồ. Minh xăm một tòa lâu đài trên ngực, từ đó bực mệnh danh là Minh Lâu Đài cũng ra đời. Y còn xăm một con ngựa ở sau lưng, không có dây cương, với ngụ ý chú ngựa bất kham. Bản thân làm thích làm đại ca, không chịu quản lý của ai, không phụ thuộc vào bất cứ người nào. Tại trụ sở công an, đối tượng đã khai nhận bắn một người vì nghi ngờ ông Vũ Đức Không, 52 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, nói xấu mình, hãm hại mình trước anh trai. Anh của Minh cũng là một tay giang hồ có số má, cũng đang thụ án. Minh có rất đã nhiều tìm ông Thông để giải quyết nhưng không gặp. Sau khi gây ra vụ nổ súng ở bến xe miền Đông bắn hụt ông Thông, hai ngày hôm sau, tức ngày 9 tháng 9, Minh Lâu Đài đã quay lại bến xe miền Đông để tìm ông Thông trả thù nhưng không gặp. Minh khai mua khẩu súng K54 cùng với 6 viên đạn để gây ra vụ án của một đối tượng ở Nam Định với giá 8 triệu đồng. Minh đã thủ sẵn để thị uy, thể hiện đẳng cấp là một đại ca. Sau đó chi tìm ông Thông nhưng không được, Minh đã ném khẩu súng xuống sông Sài Gòn bỏ trốn. Hành trình sau gần 2 tháng chưa bắt cả giang hồ. Sau khi nổ súng tại bến xe miền Đông, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai của nhiều nhân chứng. Qua nắm bắt thông tin, người dân cho biết nạn nhân bị bắn tên Lý Thông mà không biết nhà ở đâu. Thiếu tá Lê Minh Quy nhớ cách đây 10 năm khi còn làm trinh sát, có giáp mặt với Lý Thông, người này đã có 4 đến 5 tiền án. Xác định ông Thông ở Gò Vấp, các trinh sát vận động và sau đó nạn nhân đã ra khai nhận đối tượng bắn mình là Minh Lâu Đài. Tuy nhiên nạn nhân cũng không biết tên tuổi và địa chỉ Minh Lâu Đài ở đâu. Khi công an xác được tên và tìm được nhà của Minh, thì người này đã bỏ trốn đi nơi khác. Tiếp tục kiên trì điều tra, công an xác định Minh đang sống cùng với người chị ở Bình Dương. Nhưng khi đến Bình Dương, thì Minh đã bỏ trốn về quận 8. Minh thể hiện một tên cáo già khi thực hiện thay đổi chỗ ở liên tục để thay đổi sự truy bắt của công an. Vào lúc 11:30 ngày 24 tháng 10, trinh sát phát hiện Minh xuất hiện tại quán cà phê 123, Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh nên đã tiến hành mật phục bắt giữ. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share và nhấn subscribe.